Đức Tam Bảo, ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Dạ con, Quỳ Ngọc, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Kỳ Quyền, con thành kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tuệ Tri, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tôn Đức. Dạ con kính lễ quý bà, quý cô, tu nữ. Dạ con kính chào tất cả quý đạo hữu. Dạ thưa, hôm nay là ngày thứ hai 21 tới tháng 12 năm 2020 dương lịch, cũng là nhằm ngày mùng 8 tháng 11 âm lịch năm Canh Tý. Nghi thức truyền thọ giới Pháp sẽ mở đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Dạ con kính mời quý Phật tử Nam Mô Thọ Bát xin chuẩn bị để cùng con tập bạch sinh giới. Nam Mô Bích Tha Giá. Thay quý Phật tử, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Ukka sap mayang phante ti sat ra ne na sa ha athang ga sam man na ga tang upo sat ha ya cha ma duti yam bi mayang phante ti sat ra ne na sa ha athang ga sam man na ga tang upo sat ha ya cha ma tati yam bi mayang phante ti sa ja ne na sa ha athang ga sam man na ga tang upo sa thang ya cha ma. Ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lăng mận trao truyền quy giới cho chúng con. Và chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh. Con xin thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con ạ. Dạ, chắc Thượng Tọa Minh Hạnh trục trặc rồi. Chúng con cung thỉnh Đại Đức Tuệ Tri ạ. Dạ, con thấy tín hiệu của Thượng Tọa Minh Hạnh rồi. Chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh cầm mic ạ. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma buddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đứng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đứng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đứng chánh biến tri. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cung đang chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cung đang chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cung đang chánh biến tri. Buddha hằng saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật. Buddhang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy Phật. Dhammang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Pháp. Dhammang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy Phật. Sanghang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy y Tăng. Sanghang saranam gacchami, đệ tử nguyện quy Tăng. Dutiyambi buddhang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật. Dutiyambi buddhang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Phật. Dutiyambi dhammang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Pháp. Dutiyambi dhammang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Pháp. Dutiyambi sanghang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Tăng. Dutiyambi sanghang saranam gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy Tăng. Tatiyambi buddhang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật. Tatiyambi buddhang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyambi dhammang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp. Tatiyambi dhammang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp. Tatiyambi sanghang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Tăng. Tatiyambi sanghang saranam gacchami, lần thứ ba đệ tử nguyện quy Tăng. Banati bata veramani sikha padang samadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Panatipata vechamani sikkhapadang sammadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinadana veramani sikkhapadang sammadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Adinadana vechamani sikkhapadang sammadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Aparamacariya veramani sikkhapadang sammadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Abrahmacharya vechamani sikkhapadang sammadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không trược hành. Musawada veramani sikkhapadang sammadhiyami, đệ tử nguyện giữ giới không nói dối.
Musawada Vejamani Sikha Padang Samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Sura merayama chapmama dathana veramani sikha badang sama diyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Sura merayama chapmama dathana veramani sikha badang sama diyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vikala vojana veramani sikha badang sama iyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Vikala vojana veramani sikha badang sama iyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Nacchayita vadita visu kadasana mala ganthu de batantarana mandana vifu sanathana veramani sikha badang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Nacchayita vadita visu kadasana mala gan thavile panatha chana man dana vifu sanathana ve chamani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Ucca sayana maha sayana veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ucca sayana maha sayana veramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Imang athang gassamanna gatang buddhapanyatang upposathang imang charating imang chadivasang sammadeva avirakkhitum sammadhiyami. Chúng con nguyện tăng nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani atha sikha badani ubosasi valase na iman charatani iman chidivasang sathukang katawa áp mà ma đê na arakitap bang. Chư Phật tử đã thọ quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay về đêm nay, chẳng nên nghĩ vui. A ma phan tê, chúng con xin thành kính phụng hành. Sì lê na su ga tân yên tì, sì lê na phô ga sa ma đa, sì lê na nê bô tân yên tì, ta sa ma, sì lê nguy su tha yê. Người giữ giới hằng được phú túc mạng chung, thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Xa thu lành thai, Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo từ ân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên. Gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh. Từ thân khẩu ý cởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành từ dung.
Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Tăng bảo đức lành từ dung. Và vô tư sắp mang lăng rác khăn tư sắp bề đê vô tư sắp bà bù đà nư phá vê nư sá đà sá thị phá quanh tư tê. Và vô tư sắp mang lăng rác khăn tư sắp bề đê vô tư sắp bà hàm mà nư phá vê nư sá đà sá thị phá quanh tư tê. Và vô tư sắp mang lăng rác khăn tư sắp bề đê vô tư sắp bà sáng khá nư phá vê nư sá đà sá thị phá quanh tư tê. Tất cả phương báo hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà quay đức của chư Phật, do nhà quay đức của giáo Pháp, do nhà quay đức của chư Tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người, cầu xin cho quả của tâm tinh thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thủ sa thủ lành thai lành thai. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Con thành kính đảnh lễ ngài Tuệ Siêu, con thành kính đảnh lễ thượng tọa Giác Đẳng, con thành kính đảnh lễ thượng tọa Pháp Tân cùng chư tôn đức. Và sa thú kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Và kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Buddhaya. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô Quỳnh Ngọc. Dạ, Nam mô Buddhaya. Con kính con thành kính đảnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh đã từ bi hoan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao tâm quy bát quan trai giới đến hàng Phật tử của chúng con. Dạ, cảm ơn Hoài Ngọc cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Cảm ơn đạo tràng. Dạ, Nhật Quỳnh cũng thay mặt đạo tràng kính cảm ơn cô Huệ Ngọc đã thay mặt đạo tràng thọ trì bát quan đấy. Dạ, hôm nay thứ hai ngày 21 tháng 12 năm 2020 Phật lịch 2564, giáo trình Phạn Ngữ Bali, bài 20, Kinh Văn. Gìn giữ truyền thống Đức Phật thiết lập, học Phạn Ngữ sử dụng cách. Sẽ được Ngài Tuệ Siêu thuyết giảng và kính mạch với Ngài. Kính thưa đạo tràng, hôm nay con được biết là Thượng tọa Giác Đẳng có đôi lời bàn với Ngài Tuệ Siêu. Nên con xin thay mặt đạo tràng cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng từ bi hoan hỷ cầm mít à. Dạ, con kính dâng mít đến sư à. Cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Kính đảnh lễ Nam mô Bụt Thầy Giá, kính đảnh lễ chư tôn đức, kính chào tất cả quý Phật tử. Trước nhất xin được hỏi là thượng tọa Tuệ Siêu, thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Tuệ Siêu nghe được xin thượng tọa hoan hỷ cho biết, bởi vì có vài việc muốn trình với thượng tọa Tuệ Siêu trước khi bắt đầu một bài học ngày hôm nay. Một lần nữa xin được hỏi thượng tọa Tuệ Siêu. Dạ vâng. Và thượng tọa Tuệ Siêu thì rồi sau khi thượng tọa Tuệ Siêu giảng xong và khi mà sư huynh rời lớp học đó, thì có bàn với quý Phật tử một vài điểm. Một kỳ này để xin trình với sư huynh rồi sau đó thì chúng ta sẽ quyết định cho cái chương trình liên quan đến giáo trình Phạn Ngữ Pali. Thứ nhất đó là khi mà chúng ta đưa ra một cái bài học
và sau đó chúng ta làm bài tập liền, thì nó tạo nên cái khó cho quý Phật tử là vừa là nhớ văn phạm, đồng thời cũng nhớ những tư vựng, mà nhưng nó hơi khó. Và xưa nay khi mà mình học sinh ngữ, mình học Phật pháp thì mình có thể dựa trên kiến thức hay dựa trên sự hiểu biết để mình trả lời liền. Nhưng mà riêng về học phản ngữ thì rất cần với trí nhớ. Thật ra có ba điểm mà kỳ rồi muốn đề cập đến là xin được thưa trước nhất là đề nghị với thì toàn thầy siêu là mình học bài tuần này nhưng mà mình đưa bài tập cho quý Phật tử làm cho tuần tới. Ví dụ hôm nay chúng ta học về chia động từ thì cái bài tập cho chia động từ không làm liền mà chúng ta để cho tuần tới. Và quý Phật tử khi mà trong tuần thì quý vị sẽ làm bài và sau đó thì quý vị sẽ được sửa bài vào trong chủ nhật tuần tới, chứ không phải là học xong làm bài liền sửa liền. Đó là điều mà muốn trình bày toàn tự siêu để lát nữa coi sự tỏ có đồng ý như vậy không. Tức là mình bữa nay học bài này nhưng mà đưa ra bài tập cho cũng đề tài này nhưng mà tuần tới mình sửa, tức là mỗi một tuần như vậy đó là chúng ta làm bài tập cho tuần trước chứ không phải làm bài tập cho cái tuần mà chúng ta vừa mới học. Dạ, vừa mới học. Điểm thứ hai đó là để quý Phật tử tương đối là có chút vốn liếng về ngữ vựng thì xin đề nghị với Thượng tọa Thượng siêu là mình sẽ làm một cái danh sách. Thí dụ như là khoảng 50 danh từ, khoảng 20 cái nhân sinh đại danh từ, và chúng ta có khoảng chừng 30 động từ. Thì những danh từ động từ này đó mình học không có nhiều, chỉ một list khoảng chừng 100 từ vựng. Nhưng mà với 100 từ vựng đó mình xào tới xào lui đủ để cho mấy lớp học ban đầu. Thì quý vị cứ theo danh sách đó mà quý vị học, chứ mỗi tuần quý vị có thể học mới, học về con ngựa, con quạ, học về cái này cái kia, nhưng mà khi quý vị học nhiều quý vị không nhớ. Nhưng mà chúng ta cần một số các từ vựng rất là căn bản, ví dụ như là Đức Phật, Pháp, Tăng, Tịnh Xá, Sa Môn, Bà La Môn, Bậc Thiện Trí Thức, Người Bạn, Người Cha, Người Mẹ, v.v. Khi mà mình học những từ như vậy đó, tuy rằng nó có tính cách hơi giới hạn một chút, nhưng mà trong khoảng chừng 50 danh từ, khoảng 20 cái nhân xưng đại danh từ và khoảng chừng 30 cái động từ quen thuộc đó, thì sau nấu tới luôn có thể là cho được một cái lớp học. Nên chi nếu Thiền Tọa đồng ý về điểm này thì Đức Sư Huynh đồng ý Sư Đệ sẽ soạn và Sư Đệ sẽ bàn với Sư Huynh coi mình chọn từ nào phổ thông nhất. Dạ, để sau khi mà quý vị học một thời gian dài đó, thì quý Phật tử sẽ nhớ được một số từ vựng mà rất là cần thiết khi mà mình đọc ở trong kinh. Từ đó, khi mà những bài sau này thì mình nới rộng ra từ 100 cái danh sách 100 này chúng ta qua danh sách 100 khác, nhưng mà đó là những cái từ vựng phổ thông. Và điểm thứ ba đó thì xin thưa rằng mình thử là tuần lễ đầu tiên thì mình thử đưa ra 10 câu làm bài tập, 5 câu dịch từ phản ngữ sang tiếng Việt, rồi 5 câu tiếng Việt sang phản ngữ. Nhưng mà nếu mà mình thấy Phật tử làm tốt và mình sửa mà không mất nhiều thời giờ đó, thì tuần sau đó mình có thể lên như là 8 câu này, 8 câu kia là 16, hoặc giả là 10 câu này, 10 câu kia là 23. Cái vấn đề, những cái câu mà làm bài tập đó, để xem nó có chiếm, nó có mất nhiều thời giờ hay không. Thí dụ như là những câu nào dễ đó thì đỡ mất thời giờ, còn những câu nào khó thì tốn nhiều thời giờ. Thì mình lấy trung bình là ví dụ như là chúng ta giảng một tiếng đồng hồ thì chúng ta có 20 phút để sửa các bài tập. Thì như vậy á, xin có thỉnh ý kiến của sư huynh đó là thứ nhất là bài tập không học xong làm liền, mà thay vào đó chúng ta học xong đưa những cái câu dịch từ Pali sang Việt, Việt sang Pali cho quý Phật tử về để làm tuần tới. Và thứ hai đó là
chúng ta sẽ tập trung vào một cái danh sách, trước nhất là một trong cái từ vựng, ở trong đó có 50 danh từ, 20 cái 30 động từ và khoảng 20 cái nhân xưng đại danh từ, để cho quý Phật tử, quý vị làm quen với một số từ vựng, rồi từ từ vựng này chúng ta qua từ vựng khác, rồi chúng ta có một số những cái khoảng 30 cái động từ. Dạ, như vậy một lần chúng ta làm danh sách, mà danh sách này sau tới sẽ lưu với quý vị rồi thì chúng ta sẽ thêm một danh sách khác. Và điểm thứ ba xin nhắc lại đó là chúng ta khoảng dành mỗi một ngày khoảng 20 phút cho việc sửa bài tập. Và nếu 20 phút mà mình cảm thấy rằng quý Phật tử làm rất nhanh, rất giỏi đó, thì mình thay vì mình làm 5 câu thì mình làm 8 câu hay là 10 chẳng hạn. Thì không biết Thượng tọa Từ Siêu có đồng ý như vậy không? Và nếu Thượng tọa Từ Siêu đồng ý cách này đó, thì chúng ta sẽ bắt đầu với cái giáo trình. Ví dụ như là hôm nay chúng ta chỉ giảng phần kinh văn và phần văn phạm, còn bài tập đó thì cho vào tuần tới mình sửa. Thì xin kính thỉnh ý kiến của sư huynh trước khi mà chúng ta bắt đầu vào bài giảng ngày hôm nay. Kính thỉnh sư huynh. Nam mô Phật Thầy. Kính bạch Thầy Tôn Đức, kính thưa quý Phật tử. Trước hết thì chúng tôi rất là hoan hỷ trong cái việc mà chúng ta cải cách cái lối dạy. Nếu mà chúng ta thường xuyên có cái sự cải tiến phương pháp dạy, cũng như là cải tiến về giáo trình dạy đó, thì sẽ làm cho cái lớp học của chúng ta nó phấn khởi. Và bởi vì luôn luôn chúng ta thấy mới, và chúng ta có thể thử nghiệm xem coi cái lối dạy nào nó có hiệu quả nhất, chúng ta sẽ áp dụng hơi lâu dài một chút. Cái đến thì trong ba điều mà Thượng tọa Giác Đẳng vừa nêu đó, thì ở đây chúng tôi có ý kiến. Ý kiến này chúng ta chỉ thay đổi vị trí một chút xíu. Một là cái việc mà làm bài tập. Thì chúng tôi cũng rất đồng ý với Thượng tọa Giác Đẳng cũng như các Phật tử học viên ý kiến. Nếu học văn phạm trong ngày hôm nay và cho là bài tập liền trong ngày hôm nay, thì quý vị sẽ không bắt kịp, không có nắm bắt kịp để mà chúng ta làm bài. Bởi vì dần dần thì bài tập của chúng ta nó phức tạp hơn. Cho nên việc mà Thượng tọa Giác Đẳng đề nghị là chúng ta học hôm nay, tuần sau chúng ta mới làm bài tập cho hôm nay, cho văn phạm hôm nay, thì chúng tôi thấy cái điều này cũng tốt. Vì thường ở trong lớp, khi mà ở ngoài chúng tôi dạy ngày xưa đến giờ, thì văn phạm được học bữa trước thì qua bữa sau, hoặc là thí dụ như học một tuần 2 năm 7, 2, 4, 6, 3 năm 7,
thì thứ hai học, thứ năm là bài tập. Vừa là bài tập xong thì học văn phạm khác, rồi thứ bảy là bài tập của thứ năm, vậy đó. Đó là trường hợp mà gần. Còn khi mà chúng ta học xa như thế này, một tuần thứ hai tuần này học, thứ hai tuần sau mới là bài tập, thì thưa quý vị, điều này nó cũng có một vài vấn đề như để chúng ta đi qua. Bởi vì chúng ta thử một thời gian, bởi vì từ thứ hai cho đến thứ hai tuần sau đó, thứ hai tuần này đến thứ hai tuần sau, cái khoảng thời gian dài như vậy, Phật tử của chúng ta ban ngày thì chúng ta bận rộn đi làm việc, buổi tối lại hoặc là buổi sáng lại đó, thì tối bên này và sáng bên kia, chúng ta đi vào room, chúng ta nghe pháp, nghe giảng trung bộ, hoặc là chúng ta nghe giảng thắng pháp, thì rốt cuộc là chúng ta cũng chẳng có làm bài tập được. Cho đến bữa thứ hai chúng ta vào, chúng ta cũng ngớ ngẩn. Cải tiến về cái cách dạy đó, thì chúng tôi hoàn toàn đồng ý. Nhưng mà cái điểm mà chúng tôi hơi băn khoăn đó là vì cái thời gian dài, và Phật tử chúng ta lại là những người không có nhiều thời gian để mà chúng ta học mày mò trong một tuần để chúng ta làm bài tập, thì coi chừng cái chỗ này chúng ta sẽ có vấn đề. Ở đây Thượng Tọa Giác Đẳng có nêu lên cái điều thứ hai là cho học một số danh từ, một số cụm từ, một số đại danh từ, rồi thứ ba thì mới cho, mới nói đến vấn đề dành 20 phút để sửa bài. Thì chúng tôi xin đổi lại cái chỗ, cái điều thứ hai nè. Khi mà chúng ta vừa bàn xong cái việc mà làm bài tập đó, thì chúng ta bàn tiếp tục về cái việc và dành 20 phút để sửa bài đi. Cái điều thứ hai cho nó có sự liên đới dễ nhớ. Rồi cái điều thứ ba thì mới đề cập đến vấn đề mà chúng ta học mà từng. Sự thật đó, thưa quý vị, chúng ta có nhiều cách học từ vựng, nhưng mà nó có cái này: nếu mà chúng ta học từ vựng đó, mà chúng ta lấy cái số lượng 50 danh từ, 30 động từ, 20 đại danh từ, sau này chúng ta còn phải học tỉnh từ nữa, rồi 20 liên từ, 20 giới từ, nhiều như vậy đó. Nếu mà chúng ta để lộn xộn đó, thì chúng ta rất là khó. Theo cái thói quen của chúng ta thì chúng ta học trước hết. Theo chúng tôi đề nghị, chúng tôi đề nghị như thế này, theo chúng tôi thì chúng ta phải theo cái thói quen của mình. Thí dụ như bây giờ chúng ta nói về động từ trước, thì những cái động từ bình thường mà chúng ta nói, thí dụ đi, đứng, nằm, ngồi, nói, cười, khóc, thấy, nghe, ngửi, đếm, đụng, suy nghĩ, rồi chạy, rồi nô đùa, vân vân. Chúng ta nói tùy theo cái ngữ cảnh
Và chính nhờ cái ngữ cảnh đó mà chúng ta sẽ quen, chúng ta sẽ nhớ được. Ngày xưa khi mà chúng ta học Pali, ở trong sách không có dạy cái đó, thưa quý vị, trong giáo trình thầy không có dạy cái đó, nhưng mà về chúng tôi tự suy nghĩ ra cái cách để chúng tôi học, để chúng tôi nhớ từ nhiều, là những cái động từ căn bản như vậy mà thường thì chúng ta gặp từng nhóm. Ví dụ thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, suy nghĩ, chúng ta thấy sáu cái động từ đó là chúng ta nhờ được rồi. Rồi bốn quay nghi là đi, đứng, nằm, ngồi. Rồi trong cái tiễn quay nghi là chúng ta nhìn nơi khác, thấy nơi khác, là chúng ta nhìn hay là chúng ta cầm nắm, vân vân. Thì cái vấn đề đại quy nghi, tiểu quy nghi, chúng ta nhớ cái chỗ đó. Chúng ta phân từng nhóm như vậy thì chúng ta học nó dễ. Cho nên cái điều này chúng tôi cũng xin trình bày ra để thỉnh ý kiến của Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Quan Hỷ, nếu mà soạn các cái câu, các cái từ vựng thì chúng ta soạn theo nhóm như vậy đó, nó dễ học. Thí dụ như chúng ta nói về danh từ, thì ở đây, ở trong cái quyển sách học Pali của chúng tôi, sách học Pali dịch thực, học theo cái kiểu từ vựng đó, thì dựa vào cái bản kinh của ở bên Tích Lan, dựa cái bản Pali của Tích Lan đó, phân theo từng nhóm cũng hay đó, thưa quý vị. Thí dụ như những danh từ mà nói về các bộ phận trong thân thể, trong thân người, cái đầu, cái thân, cái đầu, tay, ngón tay, nắm tay, cánh tay, rồi cái chân, ngón chân, ống quyển, bắp vế, rốn, vân vân, rồi tóc, lông, móng, răng, da, thịt, cơ xương gì đó, chúng ta học một rút như vậy đó, một rút như vậy đó là nói về một rút từ ngữ như vậy là nói về cái thân thôi. Rồi chúng ta nhớ được nhiều cái bắt đầu chúng ta học các cái vật trong nhà, vật dụng trong nhà như là cái đèn, hoặc là cái trước hết là cái nhà, rồi cái phòng, rồi cái bàn, cái ghế, vâng vâng. Rồi những cái dụng cụ trong nhà như là cái dao, cái kéo, hay là cái chén, cái dĩa, vâng vâng. Chúng ta xài một rút rồi nói về vật dụng trong nhà. Rồi một rút khác là chúng ta nói về thành phố, nói về tu viện, hay là chúng ta sau đó chúng ta học về những cái danh từ mà để chỉ cho mặt đất chẳng hạn. Thì cái đó chúng ta học riết, chúng ta sẽ quen, nghĩa là mỗi khi mình nhắc đến cái lĩnh vực đó là chúng ta nhớ được cái từ đó. Chứ còn nếu mà chúng ta xẹt bên đây cái, xẹt bên kia cái, thí dụ như đang nói về cái người thương buôn hay đức vua, con trai người thương buôn, cái mình xẹt vô cái danh từ là con sư tử, rồi cái nói những cái danh từ làng mạc phố xá này kia, chúng ta xen vô cái con cọp hay con nai, những cái tự nhiên chúng ta sau đó chúng ta quên hẳn. Còn bây giờ chúng ta cho một group riêng là nói về chim không, nói về chim không, chim diều hâu, vĩnh xá, hay là con chim quạ gọi là ca cá, hoặc là những cái con chim quá tắc cá, là chim cung cúc chẳng hạn, chúng ta học về loài chim thôi. Còn cái loài thú thì như con sư tử, con cọp, rồi con nai, hay là con heo, con khỉ, chúng ta học nhiều nhiều như vậy đó, thì tự nhiên chúng ta có thể liên tưởng đến. Mỗi khi nhắc đến đó, chúng ta thử trắc nghiệm xem coi cái, khi mà nói đến con vật ai nhớ nhiều nhất, ai nhớ nhiều từ Pali để chỉ cho các con vật, thì như vậy đó chúng ta sẽ luyện từ ngữ.
chúng ta sẽ lên từ ngữ. Rồi về đại danh tự, thưa quý vị, khi mà chúng ta phân loại được đó, phân loại đại danh từ ra thì chúng ta mới có thể nói nhóm. Thí dụ nhân xưng đại danh từ thì chỉ có ba từ thôi: âm hát, tâm hát và tác. Chỉ có ba từ đó. Tôi, chúng tôi, anh, các anh, nó, chúng nó, thì chúng ta học có ba từ đó thôi. Còn nói về khiếm chỉ đại danh từ hay là nghi vấn đại danh từ, chúng ta phân từng nhóm chúng ta mới nhớ. Chứ còn bây giờ đại danh từ nhiều quá, chúng ta khó nhớ được. Rồi học về những cái liên từ, những cái trạng từ, những cái tỉnh từ. Thí dụ học tỉnh từ thì chúng ta học trước hết là chúng ta học xanh, vàng, đỏ, trắng, lớn, nhỏ, cao, thấp, sâu, cạn, mở, vân vân. Chúng ta xài những cái từ đó. Thì từng cặp như cái như vậy, hả? Màu theo màu hết. Rồi cái hình thể thì hình thể hết. Chúng ta học cho hết những cái tỉnh từ chỉ hình thể, rồi chỉ màu, hoặc là những tỉnh từ thì chỉ về thể cách. Những cái đó chúng ta học theo nhóm như vậy thì cũng chung quanh cái việc mà như Thượng Tọa Nhân Đẳng đề nghị là cho học từ vựng căn bản. Nhưng mà chúng tôi thấy rằng là với cái số lượng mà 50 danh từ, để mà nhớ được từ danh từ số 1 cho đến số 50 đó, thì phải nói là chúng ta khó. Thì thôi giờ 50 đó là chúng ta chia thành nhóm. Chúng ta chia thành nhóm. Nội mà chúng ta học những danh từ mà để chỉ cho cái thân thể này đó, thì ở trong đó thì thưa quý vị, thuộc lòng 32 thể trưởng mắt kỳ sa lô ma nạc khá ra ta tà chô tóc lâm món răng da thịt gương sư tỉ thợ tiêu ghi tiêm ga ốc phổi vô, là chúng ta đã có được 32 từ rồi. 32 từ rồi. Cái đó thì chưa kể đầu mình, tay chân. Tay thì nó có tay rồi cánh tay, khủy tay, hắt tay, ngón tay, nắm tay, nó có nhiều như vậy. Cho nên chúng ta nhớ bao nhiêu đó là chúng tôi nghĩ rằng học 50 từ không phải là chuyện khó. Nhưng nếu mà chúng ta liệt, chúng ta cứ nhớ cái từ nào chúng ta đưa ra sách theo thứ lớp hết cả 50 từ thì chắc có lẽ là Phật ta sẽ không bao giờ thuộc nổi. Thì đó là những cái ý kiến mà chúng tôi chia sẻ với quý vị. Còn lại thì ba điều mà Thượng Tọa Đẳng vừa nêu đó thì chúng tôi hoàn toàn đồng ý. Nếu mà chúng ta cải thiện được danh từ đó thì rất là hay. Xin thỉnh Thượng Tọa Nhân Đẳng trở lại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Kính trân Thượng Tọa Tổ Sư, Bạch Sư Huynh, Sư Đệ đề nghị như vậy là thật ra nếu mà mình học từ vựng mà học theo nhóm thì nó cũng tốt, tức là tập trung vào một chủ đề. Nhưng mà nó có một điểm như vậy, đôi khi lại quá nhiều cho quý Phật tử. Thí dụ như bây giờ chúng ta nói về 32 thể trược mà quý vị học hết, tóc, lông, móng, răng, da, thịt xương, có nhiều từ vựng các vị không cần phải nhớ bây giờ, xin đề nghị với sư huynh là mình không cần phải đi quá sâu vào những chi tiết đó, mình chỉ sử dụng một vài từ vựng thôi. Và tự như là tóc hay là tay chân, thịt da rồi chẳng hạn. Còn như con vật cũng vậy, thì chắc là mình học như con vật thì mình học khoảng chừng những con vật mà mình thường nói đến, ví dụ như con chim kênh kênh
hay là con sư tử hay là con voi, những danh từ, những con vật nào chứ không nhất thiết là mình học một danh sách nhiều con vật. Đồng ý với sư huynh là những danh sách ngắn á, ví dụ như thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng hay là sắc, thinh, khí, vị, xúc á, thì chúng ta học việc nhóm để quý Phật tử có thể dùng. Nhưng mà riêng về một số danh từ dài đó, tại vì nếu chúng ta tập trung quá nhiều vào những cái nhóm đó thì chúng ta sẽ thiếu từ vựng cho bài tập. Và chẳng lẽ chúng ta cứ xào tới xào lui những chữ đó. Thành ra ví dụ như chúng ta học một vài danh từ có tất cách như là phổ thông trong Phật Pháp, như là Phật Pháp Tăng, rồi các vị Trinh Văn, rồi các vị Tu Đà Quần, Tư Hàm, v.v. Nhưng mà rồi chúng ta cũng học một số về như là sông, núi, chúng ta cũng học một số về sắc, sinh, khí, vị chẳng hạn. Thì mặc dù mình nói 50 từ nhưng mà nó đa dạng, nó đa dạng hóa, nó nhiều lĩnh vực khác nhau để chúng ta sử dụng hơn là chúng ta tập trung quá nhiều vào lĩnh vực. Thì chắc sư đệ sẽ làm một cái danh sách để trình lên sư huynh. Rồi nếu sư huynh đồng ý thì mình làm. Và cái quan trọng là thời gian đầu đó, làm sao mà đa số những danh từ đó nó có cái vị ngữ Á hoặc là Ý, gọi là Ú bên Nam Tánh. Rồi thí dụ như Nam Tánh Á, bên Nữ Tánh là A chẳng hạn, để mình có thể xào nấu được, có đủ, gọi là có đủ đồ chơi đó để quý vị xào nấu. Và từ từ những cái danh sách sau mình sẽ cập nhật. Nhưng mà mình hy vọng rằng nếu quý Phật tử mà ở trong lớp học mà quý vị làm quen thuộc với khoảng chừng 300 từ vựng thì quý vị có thể rất là dễ dàng để đón nhận. Nhưng mà sư huynh khoan hỷ là thời gian đầu mình cho đa dạng hóa hơn là mình tập trung quá nhiều vào một danh sách. Và sau khi soạn xong danh sách đó thì sẽ trình với sư huynh, nếu sư huynh thấy được thì chúng ta sẽ bắt đầu. Dạ, tôi sẽ bắt đầu. Bây giờ để kính thỉnh sư huynh bắt đầu cho buổi giảng ngày hôm nay. Kính thỉnh sư huynh. Xin cảm ơn Thượng Tọa Giác Đăng. Cũng nói thêm một chút về vấn đề giáo trình dạy trước khi chúng ta học bài. Thì khi nãy đó, thật ra thì chúng tôi chỉ trình bày cái cách học đó thôi, chứ không phải là 50 từ đó là chúng ta gom thành theo nhóm. Nói chỉ hơi khôi hài chút là 50 từ chúng ta học 32 thể trường là gần đủ rồi, hơn phân nửa rồi. Nhưng mà nói vậy, nói như Thượng Tọa Giác Đẳng thì chúng tôi rất là đồng ý, là bởi vì ở trong đó chúng ta có nhiều thể loại về những cái từ liên quan đến thân người, hay là những cái từ liên quan đến thú vật, chim muông, quen thuộc vân vân. Thì chúng ta cứ dựa cái học như thế đó, thì cứ mỗi một thể loại như vậy, chúng ta học chừng 50 từ nào mà có thể áp dụng được trong bài tập thì chúng ta cứ học cái đó. Hoặc là chúng ta cho bài tập trước, như sư đệ sắp xếp làm bài cho các cái câu làm bài tập, rồi mình âm thầm mình lấy những cái từ vựng ở trong bài tập đó, chúng ta cho học từ vựng. Thí dụ như con hổ ở trong rừng nó giết hại các cái con nai chẳng hạn, thì chúng ta bắt đầu trích cái chữ con hổ ra, trích cái chữ khu rừng ra, rồi trích chữ con nai ra, chúng ta làm từ vựng. Nhiều như vậy thì chúng ta sẽ có được. Nhưng mà ý chúng tôi muốn nói thế này, tức là bài tập thì đa dạng, nhưng mà nếu mà chúng ta cứ rút ra câu nào sắp từ vựng thế như vậy thì các Phật tử cứ dựa vào đó nghĩ rằng tới ba từ này chắc của câu số 2, ba từ kia của câu số 4,
chẳng hạn, thì như vậy nhá, Phật tử chúng ta không có động não. Bây giờ chúng ta cứ rút hết các từ đưa ra rồi chúng ta sắp xếp lại, cái nào thú vật theo thú vật, cái nào cảnh vật theo cảnh vật, con người theo con người, chúng ta cứ sắp xếp theo nhất như vậy. Nhưng mà tất cả mấy chục từ đó nó đều nằm ở trong bài tập, thì như vậy đó là ý kiến của chúng tôi thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cho cái buổi học ngày hôm nay. Thì bây giờ trong cái bài học ngày hôm nay đó thì chúng ta không có làm bài tập, chỉ nói sơ qua cho quý vị để ý là bài học tập hôm nay chúng ta học về văn phạm, chúng ta học đến sử dụng cách. Cái sử dụng cách đó ở trong tiếng Pali gọi là cách thứ ba, tá thế giá quy pháp tiết. Mà bây giờ chúng ta xài cách thứ ba thì nó nhiều khi chúng ta không hiểu cái đó muốn nói gì. Nhưng mà nếu chúng ta xài chữ sở dụng cách hay sử dụng cách đó, thì chúng ta chỉ nói một phần cái ý nghĩa thôi. Bây giờ trong cách thứ ba này nữa, nó là biến một cái biến cách trong tám biến cách của danh từ phạn ngữ Pali. Và nó có nhiều ý nghĩa. Nó có nhiều ý nghĩa lắm. Nhưng mà thường dùng để chỉ cho phương tiện, như là do, ngôi nhà được xây dựng cho người thợ mộc, hay là bởi hàng hóa được di chuyển bởi người thương buôn, vân vân, do bởi rồi với, hoặc là bằng. Thí dụ như ông chủ đánh người đầy tớ bằng cây roi, hay là người nông dân đốn cây bằng cái búa, thì bằng cái búa đó cũng xài sở dụng cách, do bởi với bằng chúng ta xài được. Còn những ý nghĩa khác đó, thì tương lai chúng ta sẽ học cao cấp hơn, thì chữ cái sở dụng cách nó xài nghĩa khác. Thí dụ như nói tê nó sa ba dê nó phát công ba sao quá thi dâm nguyên hà rật tí tê nó sa ba dê nó đúng, thấy rõ ràng là sở dụng cách, nhưng mà phải dịch là vào thời ấy, nó đồng nghĩa với chữ tác nguyên sa ba dê, định sở cách cũng vào trong thời ấy, vào thời ấy. Hoặc là ê căng sa ma dâm vào một thời. Cho nên đối cách, sử dụng cách, định sở cách dùng làm hình thức trạng từ chỉ thời gian, trạng từ chỉ thời gian được. Cho nên cái này là ý nghĩa cao cấp, ý nghĩa Pali đại, Pali cao cấp. Còn bây giờ chúng ta chỉ là do bởi với bằng gì, chúng ta học bốn chữ thôi, bốn nghĩa đó. Thí dụ như cái câu nói rằng một cái câu năng động là cô thô thăm măng đề xì tít
Đức Phật thuyết pháp là động từ năng động thể, nhưng mà chuyển qua thụ động thể ra thì tham mô bút thề ná đề xí dịch ý, là giáo pháp được thuyết bởi Đức Phật. Giáo pháp được thuyết bởi Đức Phật, cái đó chỉ bút thề ná bây giờ là sở dụng cách, sở dụng cách. Hoặc là sở dụng cách nó đi kèm với một cái giới từ sa hát và sát thinh, thí dụ cái này phải có cái bản thì chúng tôi chỉ cho quý vị rõ tại sao sử dụng cách phải đi trường hợp nào đi với giới từ sa hát sát thinh, nếu không đi được không, nếu mà không có xài chung người ta sẽ hiểu lầm thưa quý vị. Thí dụ như nói rằng Ahang Rathena Nagarang Gachami, tôi đi thành phố bằng xe, Rathena là bằng xe, thì được, để xài chân tru sở dụng cách được rồi. Còn nếu mà nói rằng Ahang Mitena Nagarang Gachami, nếu mà mình không có chữ sát thinh, không có giới từ sát thinh, thì người ta có thể người ta dịch như thế này. Hồi nãy đó, Rathena Nagarang Gachami, tôi đi thành phố bằng xe, bây giờ tôi đi thành phố bằng người bạn được, thì rõ ràng cái danh từ đó xài sở dụng cách người ta vẫn như vậy thì cũng được thường. Nhưng mà trong ý nghĩa này khác, không phải là tôi đi thành phố do người bạn hay là tôi đi thành phố bởi người bạn, mà Ahang Mitena Sathin Nagarang Gachami là tôi đi thành phố cùng với người bạn. Có chữ Sathin là có nghĩa là cùng với người bạn, là tôi và người bạn cùng đi. Cho nên cái giới từ thưa quý vị để vào trong câu nó có cái ý nghĩa xác định giá trị ý nghĩa. Do đó cho nên sở dụng sau này chúng ta học lên cao cấp đó, thì chúng ta sẽ hiểu được là những cái giới từ, những cái trạng từ nào mà chúng ta phải sử dụng, ngữ cách nào đố cách hay sử dụng cách, chỉ định cách, cái đó là trường hợp cao cấp. Còn bây giờ thì chúng ta đơn giản, thí dụ như trong cái câu Samno Narena Sathingamang Gachati, vị sa môn đi đến làng với người đàn ông, hay là vị sa môn với người đàn ông đi đến ngôi làng, là chúng ta xài chữ sát thinh. Với chữ Narena sát thinh, thì đó là một vài điều mà trình bày về ý nghĩa sử dụng cách. Bây giờ chúng ta lại bước nấu đến cái vấn đề là hình thức biến thể của sử dụng cách, nhưng mà ở đây chỉ đối với danh từ năm tánh vị ngữ á mà thôi. Thì danh từ năm tánh vị ngữ á khi mà biến thể theo sử dụng cách ở số ít thì hình thức là e ná tận cùng, như là na ra thì na re ná, ma tu la ma tu le ná, kas ka kas ke ná,
Narena là bởi người đàn ông, Matulena là với người cậu, Kaskena là với người nông dân. Còn ở số nhiều thì có hai hình thức: Ehi Ehi, ở đây thông thường thì người ta xài cái chữ Ehi như là Nara. Narehi là với những người đàn ông, Matula, Matule Hi là những người cậu, Kasaka Ehi, Kaskehi là do những người nông dân. Nhưng mà đối với những cái bản văn cổ xưa còn có thêm hình thức là Ehi nữa. Nhưng mà Ehi thì trong văn bản ít khi thấy xài lắm thưa quý vị, chỉ xài ở bản văn cổ mà thôi, như là Narephi, Matulephi, Kaskephi xài được, xài được vậy. Thì bây giờ chúng ta có một số bài tập này thì quý vị sẽ áp dụng để gì? Thứ hai tuần sau chúng ta sửa bài tập. Bapata là ngọn núi, Matula là người cậu, Chora là tên trộm, Mana là vị sa môn hay tu sĩ, chữ Vanita là người trí thức, bậc thiện trí thức, Brahmano là bà la môn hay vị phẩm chí, Dipa là cái đèn mà còn có nghĩa là hòn đảo. Có ba động từ. Ở đây chữ Vichati, Vichati, Vichati chúng tôi không hiểu tại sao chữ Vichati ở đây lấy cái nghĩa là leo. Chữ Rohati hay Aruhati, Aruhati là leo lên, leo lên cây đó. Còn Uruhati là leo xuống, là từ trên ngọn cây mà leo xuống, trên cành cây mà leo xuống. Như con khỉ nó lên cây rồi nó trèo xuống. Còn chữ Vichati hồi đầu đến giờ chúng ta xài ở trong những cái bản dịch chữ Vichati có nghĩa là đâm thủng, hay là chữ Vichati có nghĩa là bắn. Bất cứ là mình bắn nạn thung, hay là mình bắn bằng mũi tên, hay là chúng ta bắn cung, hay là bắn nạn thung, hoặc là chúng ta bắn bằng súng thì cũng đều gọi là Vichati. Dạ, dạ, dạ. Ồ. Như vậy thì thầy tôi đã cho biết là cái chỗ này hơi bị viết sai chút. Chúng ta sẽ chỉnh sửa lại nghĩa đó. Còn cái chữ Arohati, Arohati và Orohati, Orohati. Chữ Rohati nó có, nếu mà trơn như vậy đó thì chúng ta gọi là cưỡi, như là cưỡi trên lưng voi, cưỡi ngựa chẳng hạn, là Rohati. Còn Arohati là leo lên, leo lên, leo lên thuyền, hoặc là leo lên xe, hoặc leo lên cây. Orohati là leo xuống, mà leo lên rồi bây giờ leo xuống. Quan Thế Tín là đảnh lễ, Rắc Thế Tín là bảo vệ gìn giữ. Chúng ta xài cái nghĩa gì? Bây giờ quý vị có sẵn ở trong bài học chúng ta 10 câu bài tập này chưa? Thì ở đây chúng ta sẽ gửi những cái bài tập này đi vào cho mỗi người Phật tử chúng ta, để chúng ta làm
Câu 1, Puthu Savake Sathi Viharang Gacchati. Câu 2, Puriso Puthena Sahadipang Thavati. Câu 3, Brahmana Matulehi Matulena Sahapapachang Aruhanti. Cái chữ Aruhati nè, các vị nhớ cái chữ Aruhati, cái chỗ này đó, dạy chữ Papatang Aruhanti, Aruhati, Aruhanti số nhiều, cho nên cái chỗ này quý vị nhớ chú ý. Lệ leo Panito Phubale Nesat Sahat Tathagatang Pachati. Còn năm Brahmano Puthi Puthi Đa Saha Sura Yang Quandati. Năm câu dịch ra tiếng Bali thì vị Sa Môn với người bạn của ông ta nhìn thấy Đức Phật có hai các đệ tử với Đức Phật đi đến tu viện. Câu ba, vị Bà La Môn với người bạn của ông ta nấu cơm. Câu bốn, Đức Vua với những người trí bảo vệ hòn đảo. Cô năm, vị thầy với những học trò đỉnh lễ các sa môn. Thì bây giờ chúng ta nhớ những cái câu bài tập như vậy. Thì hồi nãy được biết của Nhật Bình có đi, có nói là sẽ gửi bài tập này cho các học viên ở trong lớp. Thì cô là cô gửi cho đủ. Bây giờ chúng ta tiếp đến cái phần kinh văn. Một đoạn kinh được trích dẫn hôm nay. Với cái chủ đề là gìn giữ truyền thống Đức Phật đã thiết lập. Thì ở đây chúng ta dựa theo trong bản dịch thì chúng ta ý nghĩa rồi, nhưng mà chúng ta chỉ nói riêng cái chỗ này chút. Idam là chủ ngữ của đại danh từ Ibat, chủ khách của đại danh từ Ibat, trung tánh. Này nó đi với cái chữ quá tăng, tức là truyền thống. Mà ý đăng quá tăng xài với cái hiện tại ở quá khứ từ đi với tăng, tức là được thiết lập. Mấy cha là bởi ta. Etarahi là hiện tại hay là hiện nay. Còn Kalajanang là tỉnh từ của cho cái từ quá tăng. Kalajanang, Kalajana, Kalajanang quá tăng là truyền thống tốt đẹp. Khopana nành đất, cái này chúng ta phải tách ra. Khopana chữ Khopana ở đây chúng ta xài cái chữ lại nữa.
Còn cái chữ Ananda là tên của vị tôn giả, thị giả của Đức Phật, Ananda, ghép chung lại khi mà ly, nó hợp từ, khi mà nó sanh thiết là hợp âm, thì chúng ta gọi là Khopana Ananda. Nhưng ở đây có những cái từ mà nó chung một cách đó. Ekanta Nibbidaya là nhất hướng niệm ly. Ở đây chỉ xài cái chữ niệm ly, cái chỗ này dịch Viragaya, Viragaya tức là ly tham, Nirodhaya là đoạn diệt, Upasamaya là tập tịnh, Aphinyaya ở đây dịch là thượng trí. Thì trong trường hợp này là chúng tôi không có đồng ý, bởi vì chừng nào mà Uttama Jnana thì mới là thượng trí. Cái đó là một cái danh từ để gọi, còn cái chữ Aphinyaya xài như cái nghĩa động từ, nghĩa thắng trí. Thắng trí có nghĩa là chứng đắc á, tức là cái sự thấu đáo, cái sự liễu tri á, chúng ta mới xài nhai á. Hồi xưa xài chữ thắng trí mà bây giờ không biết tại sao cái bản kinh sửa in lại là thượng trí, chữ thượng trí. Thật ra đó thưa quý vị, nếu mà so sánh với cái đơn vị cú pháp đó, thì chúng ta thấy rõ rằng cái chữ thắng trí hay là thắng tri có 10 pháp cần được thắng tri. Avinyaya Dhamma, Avinyaya Dhamma, chứ không thể nào dịch là 10 pháp thượng trí được, 10 pháp thượng trí nữa khác. Cho nên cái chữ Avinya, Avinya đó, chúng tôi đề nghị là chúng ta sửa lại là luôn luôn xài theo cái bản dịch cũ là chữ thắng trí nó hay hơn là chữ thượng trí. Thượng trí để trong này người ta sẽ hiểu lầm. Bồ tha giác là giác ngộ, niết bàn na giác là niết bàn. Nhưng mà tại sao với ai giác, ai giác phía sau? Là bởi vì cái đó xài chỉ định cách a giá sát. Tại sao a giá sát? Là bởi vì nó là túc từ, nó là mũ túc từ cho động từ sanh quát tập tiết dẫn đến hay là đưa đến. Và trong cái bản dịch, trong cái câu này dịch là: này Ananda, nay thế nào là truyền thống tốt đẹp được ta thiết lập? Thì cái chữ, cái đoạn này không có chữ thế nào trong này. Cái chữ thế nào là phải câu ở phía dưới. Katamang, Katamang cha Ananda mới được. Còn ở trên thì Đức Phật Ngài chỉ nêu cái tiêu đề trước, này Ananda, lại nữa này Ananda, có cái truyền thống tốt đẹp được ta thiết lập dẫn đến nhất hướng yểm ly, ly tham, đoạn diệt tịch tịnh, thắng trí giác ngộ niết bàn. Rồi ở dưới Katama, Katamang cha Ananda, tức là Katamang cha Ananda. Và thế nào này Ananda, Đức Phật Ngài đeo cái tiêu đề xong rồi Ngài hỏi này Ananda là thế nào. Cái chữ đó chúng ta phải đặt phía sau, sau câu, chứ không phải thế nào là truyền thống tốt đẹp. Thí dụ như chúng ta khi nói đến vấn đề hai cái trong cái ngữ pháp của tiếng Việt chúng ta khác, này
thí dụ như cái câu này, nay chúng ta cần phải đi học, rồi sau khi học thành tài rồi mới bắt đầu học một nghề nghiệp. Nói như vậy xong rồi nói làm thế nào hay như thế nào, chúng ta đưa cái câu hỏi lên để mà chúng ta, nghĩa là không có chuyện nữa, thì cái người mà làm hoàn tất đó chẳng đứng lại cái sự làm việc di truyền đó, thì người đó gọi là người tối hậu. Trong một đoàn người đang đi, người thứ hai theo người thứ nhất, cho đến cái người sau cùng còn đi theo, người sau cùng không còn ai đi theo nữa, thì trong trường hợp đó người này được gọi là người tối hậu. Antimakurisat ý nghĩa là, có nghĩa là Đức Phật Ngài dạy rằng cái thiết lập cái con đường đưa đến cái sự diệt khổ là bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghĩa, chánh mạng, thì Ngài gọi đó là Kalajana Vatana, đó là cái truyền thống tốt đẹp. Thì Ngài khuyên các vị tỳ kheo chớ là cái người tối hậu, tức là người sau cùng làm cái con đường bát chánh đạo đó bị mai một, không còn thực hành theo nữa, thì như vậy là người tối hậu ở trong giáo pháp này. Cho nên ở đây đấy, chúng ta vừa học ngữ vừa học nghĩa, thì cái đoạn kinh này đấy, là Đức Phật Ngài muốn, Ngài đã lấy cái ví dụ về cái tiền thân của Ngài là Đức Vua Makkhadewa. Ngài thiết lập cái truyền thống hễ đang làm vua mà thấy có thiên sứ, tức là sự già báo tin bằng cái hiện tướng tóc bạc, thì bỏ đi xuất gia. Và cái truyền thống đó cứ các vị thái tử lên làm vua cứ tiếp nối như vậy, hễ mà nghe báo mình có sợi tóc bạc trên đầu thì liền đi xuất gia. Cho đến một cái vị vua con, một vị hoàng tử con của vua David, hoàng tử đó là Kalara Tenaka, sau khi kế vị ngai vàng thì bỏ cái truyền thống đó, nghĩa là không, dù cho biết có sợi tóc bạc nhưng mà vẫn không đi xuất gia, đó là phá vỡ cái truyền thống. Thì vua Kalara Tenaka này được gọi là người tối hậu của truyền thống các vị vua. Thì lấy cái sự kiện này thì Đức Phật Ngài khuyên các vị tỳ kheo, chính do đi theo con đường trung đạo này mà ta giải thoát. Con đường trung đạo tức là bản chánh đạo, ta được giải thoát. Rồi các vị thinh văn tiếp nối cũng đi theo con đường đó mà đạt đến sự giải thoát. Thì như vậy các ngươi hãy tiếp tục duy trì cái truyền thống này, chứ đừng là kẻ tối hậu, tức là cái người sau cùng không chịu hành theo con đường bát chánh đạo để đến giải thoát, thì làm cho cái con đường này nó bị tắc nghẽn, nó bị mất đi, bị mất dấu, con đường này bị mất dấu. Đó là ý nghĩa của bài học ngày hôm nay mà chúng ta
học tiếp theo cái phần văn phạm. Thì thưa quý vị, ở trong cái đoạn kinh văn mà chúng ta trích dẫn trong ngày hôm nay đó, thì có nhiều từ ngữ Phật học, nhưng mà về từ ngữ Phật học thì chúng ta cũng có thể gọi là học thêm thì được, nhưng mà có những văn phạm rất cao cấp. Và những cái văn phạm ở trong cái bài kinh này, những cái mẹo văn phạm trong cú pháp, thì ở đây dầu cho chúng tôi có giải thích quý vị, chúng ta sơ cơ mới học Pali thì chúng ta nghe chúng ta cũng không có hiểu gì đâu. Cho nên chúng tôi chỉ trình bày tóm tắt như vậy thôi. Và bây giờ thì chúng tôi xin dứt lời ở đây, nhường thời gian còn lại Thượng Tọa Giác Đẳng Quang Hỷ chủ trì cho chư tăng các vị hướng dẫn cho các Phật tử chúng ta học Pali sau đó. Nam Mô Bổn Thầy. Xin lỗi quý Phật tử, quý vị có nghe chúng tôi nói được không? Dạ, xin hỏi quý vị có nghe chúng tôi nói được không vậy? Dạ. Dạ, tốt. Thượng tọa Pháp Đăng ơi, Thượng tọa có ở trước máy và Thượng tọa có nghe được không? Nếu Thượng tọa Pháp Đăng nghe được, xin Thượng tọa hoan hỷ cho biết. Dạ, quý vị có thấy Thượng tọa Pháp Đăng ở trong... trong lớp học không hả? Dạ. Bạch Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa hoan hỷ nói thêm cho anh nói một vài phút là thường thường người ta nghĩ mình tu á là mình chỉ thực hành cái gì mình học mình hiểu thôi. Nhưng mà ở trong bài kinh, ở trong cái phần kinh văn ngày hôm nay á, chúng ta nói đến truyền thống thì ngày hôm nay Pháp Đăng là nhiều người họ truyền thống không có quan trọng. Dạ, mình tu là cái gì mình thích, mình làm theo mình thích, chứ mình không nhất thiết phải theo truyền thống. Tại vì truyền thống nó có cái cách là tông phái, nó có cái cách là truyền thừa. Thì là một vị mà sống trong chùa từ nhỏ tới lớn, Thượng Tọa nghĩ rằng cái truyền thống nó quan trọng như thế nào đối với chúng ta là một vị tu sĩ, hay là đối với người Phật tử nói chung là truyền thống quan trọng thế nào? Xin kính thỉnh Thượng Tọa. Có vị nào quan hệ, tại vì chúng tôi đang lái xe đó, quý vị quan hệ đánh dùm câu thảo luận số 1 là và cái giá trị về truyền thống quan trọng như thế nào đối với người Phật tử. Xin quý vị quan hệ đánh dùm cho. Hello.
Thì khi nói đến cái truyền thống đó thì mình duy trì cái truyền thống đó nó mang lại cái sự tốt đẹp. Mình cứ coi như cái câu chuyện mà Thượng Tọa Đại Siêu vừa nói đó, cái truyền thống của vua Mắt Khá Đê Quá đó, nó tiền thân của Đức Bồ Tát của chúng ta đó. Khi mà có một cọng tóc bạc đó, ở trên đầu của vị vua đó, thì vị vua đó giao cái ngai vàng lại cho cái hoàng tử, vị thái tử, và mình đi xuất gia. Thì quý vị biết rằng truyền là đến 84.000 đời vua, 84.000 đời vua đều sanh lên cõi Phạm Thiên hết. Thì sau cái đời vua Nê Mi đó, thì cái người, cái vị vua mà quý vị nghe Thượng Tọa Đại Siêu nói, sau con của vua Nê Mi đó là hủy bỏ cái truyền thống đó, sau đó là không còn nữa. Và khi không còn như vậy đó, thì những vị vua đó không còn sanh lên Phạm Thiên, mà có thể rớt xuống địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, hoặc là nhân loại, chứ không có sanh làm Phạm Thiên. Thì như vậy cái truyền thống đó là một cái thói quen, cái truyền thống đó là một cái gì mà gìn giữ, nên gìn giữ. Những cái đó là những cái gọi là cái tinh hoa tốt đẹp gìn giữ. Nên nhiều khi quý vị thấy rằng Phật giáo và Phật giáo Nguyên Thủy đó, thì các xứ như Miến Điện, Tích Lan, Lào đó, thì họ học Bali, họ coi như là cái truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy đó là phải đọc được Bali, nên họ phải học như vậy. Học như vậy nên cái người Phật tử họ học như vậy đó thì có gìn giữ được cái truyền thống Bali đó. Bởi vì quý vị cứ nghĩ rằng nếu mà không có người học đó, thì cái vị sư mà biết đó, sau khi vị đã chết rồi đó, thì không có ai dạy nữa hết. Mình hiểu cái truyền thống đó, nó giống như là con voi mẹ, con voi chúa đàn đó, nó sống và khi nó chết đó, nó dạy được cái truyền của nó, cái cách mà coi mùa tiết, rồi cái cách mà hạn hán đó, phải đi kiếm nước ở đâu, rồi phải lội qua cái sông cách nào, mà lội nhiều lần như vậy rồi con voi sau nó học được cái cách lội rồi. Thì khi mà con voi già nó chết đó, thì con voi con nó sẽ biết dẫn, nó lớn lên sẽ dẫn cái đàn nó được. Nên mình gọi là cái truyền thống. Thì cái truyền thống là mình muốn nói là cái gì đó, nó truyền thừa từ đời này đến đời kia, mà nó mang là cái lợi ích, nó mang là cái lợi ích cho cái sự truyền thừa đó. Bởi vậy quý vị thấy cũng như là cái truyền thống mà ở trong gia đình mình có những cái truyền thống tốt đẹp, như là cha mẹ biết bố thí, con biết bố thí, thì quý vị cũng nghe Đức Phật ngày kể về cái đứa con mà vừa què vừa tật vừa lé đó. Sanh trong gia đình của ngài, ngài bố thí thì ngài sanh cõi trời, nhưng mà đứa con nó lại không bố thí, nó đập những vị tới sinh, nó đập đuổi sai gia đinh, nó đánh đuổi những cái vị sa môn bà la môn, đánh đuổi những người nghèo khổ, nên nó không có tạo được cái thiện pháp, mà khi chết như vậy có sanh vào khổ cảnh. Thì cái vị chư thiên nó mới biết được đứa con mình nó hủy bỏ cái truyền thống, cái truyền thống bố thí đó, thì đức vua đã cảnh tỉnh đứa con của mình và nhắc lại cái sự nguy hại của cái lòng bỏng sẻn không có bố thí, và cái sự bố thí là sanh lên cõi trời. Thì chúng ta thấy rằng á, Đức Phật ngày nói rằng một đứa con phải giữ gìn truyền thống tốt đẹp của gia đình. Ví dụ gia đình của mình á, khi mà biết tôn ti thượng hạ, hoặc là biết kính lễ sa môn, biết thỉnh chư tăng đến chùa, đến nhà mình, hoặc là mình biết thờ Phật trong nhà của mình, từ đời cha mẹ cho đến đời con cái, đời cháu chắt cũng có cái truyền thống như vậy. Thì cái đó là cái truyền thống mà nó tốt đẹp, là mình biết tôn kính. Thì quý vị biết rằng những cái xứ quốc giáo như Miến Điện, Lào, Thái Lan đó, thì họ học Bali đó, họ coi như cái truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy, từ cái đời Đức Phật ngày truyền thừa, cho đến các bậc thánh gìn giữ, cho đến các cái thế hệ truyền thừa từ xứ này đến xứ kia, bây giờ họ cũng vẫn tiếp tục học cái đó. Chứ không phải như là những cái người mà họ không có truyền thống đó, thì họ thấy cái gì đó, họ thích cái gì đó, họ chỉ học cái đó, họ học cái đó thôi, chứ họ không hết
không học hết, hoặc là không học theo cái truyền thống. Nên thường thường bây giờ chúng tôi cũng có nói quý vị đó, mấy cái chùa giờ đó, họ chưa tăng bên Bắc Tông hay bên Nam Tông, họ cũng than là hồi xưa một giới tử vô chùa đó là được đào tạo sống trong chùa, học cái quy củ. Còn bây giờ gọi là đào tạo nhanh đó. Đào tạo nhanh có nghĩa là cho nó vô rồi nó học nhanh á, nên khi mà nó học nhanh nó không có đức tu rồi nó làm bậy làm bạ đủ thứ hết á. Thành ra nhiều khi á, mấy thầy cũng than, có nghĩa là giờ đào tạo nhanh nhưng mà cái đào tạo nhanh nó cũng có cái lỗ hổng của nó. Còn khi mà hồi xưa mình ở chùa đó, mình phải tập làm giới tử, rồi phải chịu đựng, rồi phải học hành, phải này kia nọ, và phải sinh hoạt theo cái lề lối của chư tăng này kia nọ. Thành ra quý vị thấy những cái truyền thống mà như là Đức Bồ Tát này kể về con chim cút á, sống trong truyền thống của tổ phụ á, là ở những cái luống cài thì nó Dạ, con thỉnh sư cầm mic trở lại bạch sư. Dạ, Nam Mô Bố Thầy. Để chờ Thượng Tọa Pháp Đăng, chúng tôi sẽ nói tiếp cho Thượng Tọa Pháp Đăng một chút xíu, quý vị nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Có thể nói rằng là cái truyền thống, diễn theo cái truyền thống đối với cái người tu, đây là một điều rất là quan trọng. Từ cái truyền thống đó, nó tạo một cái thói quen, mà thói quen rất là tốt, rất là quan trọng. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta biết, bây giờ truyền thống của một người Phật tử, tức là chúng ta phải thọ trì bát quan trai giới, mà một tháng 8 ngày, ví dụ, hay ít nhất cũng một tháng 2 ngày, 15, 30. Rồi như Thượng Tọa Đăng vừa nói đó, là chúng ta học được cái tiếng Pali, hay chúng ta coi như là cái truyền thống của chính, ví dụ bây giờ là người Phật tử, là người hộ đạo, hộ pháp, nó thành một cái vai trò truyền thống. Và kể từ đó mà nó hình thành cái sự phát triển của các nước quốc giáo, nó tồn tại cho tới ngày hôm nay. Cái hậu độ của sự cúng dường và buổi sáng là chưa tăng đi cất thực, bắt đầu họ mới tiếp nối họ cúng dường, và họ làm hết tất cả những cái điều kiện gì đó họ có thể làm được. Chẳng hạn như vậy, chúng ta biết là từ nhỏ tới lớn, một người nam của một người quốc giáo là phải đi tu. Đây là một truyền thống cũng rất là tốt. Nhờ như vậy và ở trong muôn ngàn một ngàn người như vậy, còn lại một người cũng là tốt. Họ không suy nghĩ rằng các vị này mấy mốt nuôi các vị này rồi, cái mốt các vị này ra hoàn toàn họ không suy nghĩ như vậy. Họ đang, các vị này còn ngày nào mà còn mặc cái một chiếc y thì ngày đó các vị đó còn giữ gìn truyền thống của Phật đạo. Đây là một cái truyền thống rất là tốt đẹp, chứ họ không suy nghĩ như thế nào cả. Và quý vị biết cao hạ trung hạ hoặc là mới tu gì thì họ xem như là đại chúng. Họ vô phân biệt, họ cúng dường, họ vô phân biệt như vậy. Bởi vì nó có phước họ nó rất là lớn. Chúng ta sẽ nhớ cái chỗ điểm này. Và rồi về, chẳng hạn như chúng ta từ cái chỗ cái truyền thống, từ cái chỗ nó cái trách nhiệm, cái bổn phận đó, chúng ta tạo thành một thói quen. Còn từ một thói quen như vậy, nó chính là nó tạo cái duyên cho chúng ta, cái duyên thường cận. Chúng ta thường làm như vậy. Và đến khi mà nhờ như vậy mà tất cả chúng ta thấy đi đến nước này, nước kia mà Phật giáo, chẳng hạn như các nước Phật giáo Nam truyền, hay là các nước Phật giáo Bắc truyền cũng vậy, có thể hồi sinh được, có thể được tốt đẹp lại như thế. Thì đây chính là ý kiến của tôi như vậy. Thì bây giờ tiếp theo có Thượng Tọa Pháp Đăng quay trở lại, chúng ta Thượng Tọa Pháp Đăng tiếp tục.
Dạ, sa thú tri ân thượng tọa Tuệ Quyền đã tiếp lời. Thì chúng tôi cũng chỉ nói chút xíu nữa thôi quý vị. Thì quý vị nghe cái câu chuyện mà Đức Phật kể nhắc là con chim cúc á. Con chim cúc á thì bị con bồ cát nó bắt nó. Nó khóc. Thì con bồ cát nó hỏi tại sao ngươi khóc. Nói rằng nếu mà ta sống trong cái truyền thống tổ phụ của ta đó thì ngươi không thể nào bắt được ta hết. Thì lúc bây giờ con chim cắt nó tự phụ, nó nghĩ rằng nó sẽ bắt được con chim cúc này. Thì khi mà con chim cắt thả con chim cúc ra đó thì chim cúc nó dội nó bay về cái luống đất cài, có nghĩa là đất cài lên từ cục vậy đó, nó bay lên. Và con chim cắt đó, nó từ trên cao nó lao xuống thì con chim cúc nó chung vô cái thỏi đất cài, và con chim cắt nó bị đập cái ngực nó xuống mà nó chết. Thì Đức Phật ngài có kể là cái câu chuyện đó đó, ngài mới nhắc là bốn niệm xứ là cái truyền thống của chư Phật, mình an trú vào bốn niệm xứ rồi ma vương sẽ không bắt được mình, nhưng mà nếu mình rời bốn niệm xứ đó thì ma vương sẽ bắt mình. Thì Đức Phật ngài có nhắc cái như vậy. Thì như vậy cái truyền thống của chư Phật á, là cái truyền thống pháp hành hay pháp học là nói đến như vậy để mình biết rằng mình học Bali đó nó trở thành cái thói quen rồi mình đi xứ nào mình cũng đọc được hết. Quý vị, nếu quý vị nào Phật tử nào mà đọc được Bali đó, mình qua Lào cũng đọc được, người ta đọc kinh mình cũng đọc được, qua Thái, qua Miến Điện, qua Tích Lan gì, qua Bangladesh, Nepal gì, người ta đọc mình cũng đọc theo được, nên gọi là cái truyền thống của Phật giáo nguyên thủy. Và cái đó là cũng là cái truyền thống của chư Phật. Nên thường thường quý vị biết rằng khi mà mình đọc như vậy, chư thiên họ nghe Đức Phật thuyết pháp họ cũng hoan hỷ, bây giờ mình đọc lại họ nghe họ cũng hoan hỷ. Nên cái truyền thống đó đã được kế thừa rất lâu rồi, nó là nhiều đời nhiều kiếp rồi, nó từ Đức Phật này đến Đức Phật kia, từ các bậc thánh đến bây giờ. Khi mình học được là nó quý báu như vậy. Thì ở trong đời quý vị biết rằng những cái truyền thống là muốn nói đến những cái người họ đi trước và họ học được cái truyền thống của tổ tiên, họ dạy lại cái thế hệ sau để tồn tại. Người ta bỏ cái truyền thống đó thì con người sẽ bị diệt vong, hoặc là con người sẽ gặp những cái hiểm họa. Thì quý vị thấy thường thường trong những cái bài kinh mà chúng ta học á, con trâu hay con bò hay con voi đầu đàn á, nó có cái kinh nghiệm. Cái kinh nghiệm nó được học mà từ cái truyền thống của những con voi chúa trước, và bây giờ nó học nên nó, khi mà gặp những cái mùa hạn hán hay là này kia nọ lũ lụt đó, thì nó biết cái cách để nó đi như thế nào mà nó vượt qua được những cái cơn lũ, nó vượt qua những dòng sông, dòng suối, nó vượt qua những cái mùa hạn hán mà nó có thể sống còn được đó. Đó là cái truyền thống của những con voi chúa nó dạy lại. Thì quý vị cũng thấy thường thường bây giờ con người chúng ta đó, mà mình thấy những người dân tộc đó, họ có cái truyền thống, thí dụ như là học những cái dược thảo đó, họ sống trong rừng, họ chỉ dùng những cái dược thảo, bất luận loại dược thảo nào họ cũng biết cái dược tánh hết. Và họ bệnh hoạn đó thì họ nhờ cái thuốc đó mà họ không có bị chết, họ vượt qua được cái cơn bệnh và họ sống tốt, sống khỏe. Còn bây giờ chúng ta lại chạy theo những cái cách hiện đại bây giờ. Nhưng mà thường thường quý vị thấy luôn cả bây giờ chúng tôi có lúc chúng tôi gặp cô Anicca, cũng không biết giờ cổ không biết ở đâu, nhưng mà cô nói hồi xưa ở bên Việt Nam thì uống thuốc Nam thuốc Bắc ấy, nó trị tận gốc. Bây giờ uống thuốc Tây nó đâu có đâu, hay uống bệnh hết bệnh này nó sanh ra bệnh kia, nó không như thuốc Nam với thuốc Bắc. Thì quý vị thấy như vậy thì rõ ràng tuy rằng chúng ta nói đời chúng ta đó là văn minh hiện đại, nhưng mà chúng ta cũng phải nhìn lại cái hiện đại văn minh chúng ta. Hay là quý vị thấy có những cái dân tộc mà họ duy trì cái cách ăn uống mà ở trên Nghi Mã Lạp Sơn đó, họ sống đến 170-180 tuổi mà không có người nào bị ung thư hết. Mà họ nói rằng họ sống với cái truyền thống mà của những người trưởng lão sống dạy, và người này họ duy sống cho tới bây giờ mà các nhà khoa học cũng không tìm được thấy người nào ung thư hết. Họ sống 70-80 tuổi thì họ cũng khoảng giống như là 45-50 tuổi của người ở dưới này thôi, nhưng mà họ sống rất là khỏe, họ sống rất là thọ. Nên thường thường chính vì như vậy nên nhiều khi chúng ta tự hào với cái cách của người văn minh hiện đại, nhưng mà nhìn lại cái cách sống của những người
mình cho là mang ri mọi rợ, hoặc là những người cố chấp bảo thủ, nhưng mà ngược lại họ sống, họ lại sống khỏe, sống tốt, sống không có bệnh hoạn, mà sống vui vẻ, họ không bị stress, bị căng thẳng, bị áp lực, họ có cái lối sống của họ. Chính cái lối sống của họ đó là cái người mà những người văn minh đó, những người có cái học thức đó, thì họ lại ngưỡng mộ cái cách sống của người này. Thì trong khi chúng ta lại đi tìm học những người văn minh, nhưng mà những người văn minh lại ngưỡng mộ những cái người này. Thường thường quý vị cũng nghe nói câu là mình đi học những cái nhà bác học, nhưng mà bác học lại tinh thần thánh. Bác học học tới mức độ như vậy nhưng họ tinh thần thánh. Còn bây giờ thì mình không tinh thần thánh, nhưng mà mình đi tin bác học. Thì nó cũng giống như vậy đó quý vị. Những cái người có cái truyền, chính cái truyền thống đó đã làm cho thân tâm của họ đó là có một cái lối sống lành mạnh do thân tâm luôn. Mà thường thường quý vị biết rằng cái tâm của chúng ta mà nó bị vấn đề đó, nó sanh ra bệnh. Nên thường thường quý vị hay nghe nói thời tiết sanh ra bệnh, tâm sanh ra bệnh, nghiệp sanh ra bệnh, rồi vật thực sanh ra bệnh. Nhưng mà chúng ta không hiểu được cái tâm sanh ra bệnh, mà khi mình sống có cái lối sống tu tập đó thì mình rất là đỡ bệnh hiểm nghèo. Nhưng mà nhiều khi mình vẫn không có tin, mình không có tin cho đến khi mà mình gặp những người đó thì họ sống theo cái truyền thống của họ, là họ biết tu tập, họ ăn uống, họ biết cái cách ăn uống, họ học những cái loại dược thảo để họ trị bệnh của họ. Nên họ sống từ đời này đời kia, họ sống mà không cần phải có những cái nhà máy để chế biến thuốc, nhưng mà họ vẫn không có bệnh hoạn, hoặc là bệnh hoạn nhưng mà họ có thể điều trị được. Thì ở trong cái câu hỏi của Tịnh Tọa thì con xin chia sẻ như vậy. Bây giờ thì có lẽ là quý vị đưa lên cái câu thảo luận số 2 để Thịnh Tịnh Tọa tự quyền chia sẻ cho cái buổi học. Sa thú kính trình Thượng Tọa Pháp Năng. Thượng Tọa Tự Quyền còn ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Tự Quyền, dạ vâng. Thượng Tọa Tự Quyền, mình nói thì nghe rất là đơn giản, là chúng ta hãy cùng nhau nhìn những cái truyền thống. Nhưng bây giờ, ví dụ mình vào trong chùa, mình sống, có rất là nhiều sinh hoạt, có rất là nhiều khía cạnh khác nhau, thì làm thế nào để chúng ta biết rằng cái gì là một giá trị truyền thống thật sự, cái gì chỉ là cái hình thức nhất thời thôi. Tại vì phân biệt hai điều này không phải dễ dàng. Đa số chúng ta có đôi lúc, lấy ví dụ như là chúng ta nghe có trường hợp có người học trò vào trong chùa, thấy ông thầy mỗi bữa ăn thường cầm cái bát đưa lên, thì ông thầy mất rồi thì học trò ông chùa ai cũng mỗi ăn cầm bát đưa lên hết. Nhưng mà thật ra nó chỉ là một cái thói quen của vị thầy, là sợ cái bát nó bị lủng thôi. Nên coi thử, nó phải là truyền thống, nhưng mà người ta cố gìn giữ. Thì mình làm sao để mình có thể phân biệt cái gì là cái giá trị truyền thống mà nên gìn giữ, và cái gì đó chỉ là cái tính cách nhất thời. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Tự Quyền. Nam mô Bụt Thầy, nhớ Nam mô Tham Ma, nhớ Nam mô Sang Kha, nhớ gì thôi để chúng tôi nghe rõ. Và cảm ơn quý vị. Chúng tôi có lễ lên chư tăng kính chào quý tôi, nó cũng chư Phật tử. Thì đây là một điều mà chúng ta phải nhớ rõ ràng. Tất cả là cái việc gì làm, nó dựa theo cái pháp và luật. Có những truyền thống trên pháp và luật đó người ta tu tập. Một số nước, ngay cả một số nước rồi chúng ta đem về, nếu như cái đó nó dựa đúng pháp và luật thì chúng ta thực hiện. Còn không phải là chúng ta cứ như thế mà chúng ta về cái chúng ta thực hiện theo một chuyện thì nó cũng rất là kỳ. Ví dụ chẳng hạn, đây là một điều, đó là cái truyền thống của người ta, là chẳng hạn như bây giờ là cái truyền thống của Miến Điện. Chúng tôi ví dụ chẳng hạn đi, là cái tấm trải ngồi họ dắt lên cái y, họ đi tới chỗ hải xuống, mà cái y đó là cái biểu tượng, cái tấm đó đó nó rất là nó như là một, ví dụ như là một cái tọa cụ thôi. Cái chuyện mà đắp lên cái áo thì họ muốn là gọn, và như vậy họ làm theo.
Đây là một việc. Có một số việc khác nữa là cái truyền thống ở bên kia như thế nào, của chúng ta đem về cái truyền thống theo theo cái như là bên chỗ chúng ta là chúng ta sống, và họ coi cái đó nó như là một cái điều hiếu tu, hiếu tu, một cái điều tu tập tốt, thì đó cũng là một điều hãy xem chừng. Ở đâu cũng vậy, cái gì cũng vậy, nó không vượt ngoài cái pháp và luật. Cái truyền thống chẳng hạn như bây giờ cái truyền thống, thí dụ như bây giờ người ta thí dụ như trước khi mọi người biết cái giới Sima đó, là người ta làm ghê gớm lắm, thí dụ người ta làm long trọng lắm, thí dụ người ta làm là phải đo từng mét gạch, đo từng thước từng tấc, và xung quanh tất cả những cái điều đó gì là không có được cây cối xen vào hay dây điện hay gì nó tất cả, thì cái điều đó nó không có trong luật. Mà để làm một cái lễ kiết giới Sima thì nó rất là đơn giản, chẳng hạn như vậy. Thì nó đơn giản ở đây có nghĩa là nói theo pháp và luật phải như thế, nhưng nó không phải là có những cái chuyện mà nó quá là ghê gớm rồi, chẳng hạn như là phải đủ số tăng rồi, như thế đó là đủ rồi. Rồi bây giờ là thí dụ như phải là có vị nào hỏi ranh hỏi hướng và trả lời đúng, và ở đó chưa tăng quyết định, ở đây là cư giới để chưa tăng hành tăng sự, hành tăng sự kiếp giới, hành tăng sự bố tát vân vân, như điều họ lại mà trước khi cử hành cái kiệt lễ cái giới Sima thì bắt đầu phải cấm chỗ này, phải ngăn cái chỗ kia như thế này thế nọ, thì điều đó nó là một cái vấn đề, nó mang tính truyền thống của một vị trưởng lão nào đó, rồi cứ để lại rồi cứ y cứ làm theo, chứ nó phải trên pháp và luật. Mà cái điều này nó có nhiều cái sự, nó có nhiều chống trái, nó cũng nhiều. Dạ. Nhưng như cái hình thái đó, cái truyền thống đó mà nó tốt thì chúng ta gìn giữ, cũng như ở trong chùa. Vì có những cái mà nó thuộc về cái truyền thống của chùa chiền, ví dụ cái chùa mình sinh hoạt cái giờ giấc này thì không thể đặt sinh hoạt giờ giấc của chùa kia nó là một điều kiện như thế được, cái truyền thống, cái thói quen của người ta làm như vậy, nhưng chúng ta bỏ là không được. Thí dụ chẳng hạn như bây giờ ở trong chùa, thí dụ như đã có chư tăng thì phải có phải lên tập trung để lễ Phật, để tụng kinh, để thuộc lại kinh văn. Đây là một cái giá trị nó tốt. Nếu như chúng ta quý vị biết là phải cắt đặt các cái vị thầy thì khéo hoặc là sai di gì lên để tập trung để tụng kinh. Chúng tôi nói thẳng là tụng kinh luôn, thì không giờ cái tụng kinh nó tốt hay là xấu, nó tốt hay nó xấu gì đó là chính chúng ta. Nếu như chúng ta không giờ tụng kinh, chúng ta lễ Phật, đây cũng là một điều tốt. Chúng ta tụng kinh, chúng ta nhắc lại những kinh văn và tụng kinh để chúng ta thuộc kinh cũng là một điều hay chứ. Và thí dụ như là một kinh hôm, kinh mai, buổi sáng, buổi chiều là chúng ta phải làm một cái giá trị đó. Đó là một cái giá trị tốt. Chứ còn thí dụ như không phải là một cái chuyện đó, đâu phải là luyện bùa, luyện chú, thì đâu phải là cái truyền thống. Thí dụ như bây giờ buổi sáng mình phải đọc cái bài này, bởi vì cái bài này để làm cái này cái kia, thì cái điều đó là nó không phải là giá trị của truyền thống. Ví dụ bây giờ như vào chùa thì cái giá trị mà thiết lập với giá trị như hồi nãy từ Tổ Pháp đang nói đó, ví dụ như giới tử phải qua thời gian như thế đó, lên tỳ kheo thời gian như thế đó. Và hôm nay thật ra thì cái đó nó dựa theo cái kinh luật á, thì nó không phải là vậy, nhưng chúng ta giữ gìn được một truyền thống, chúng ta giữ gìn được một cái quy lực thì gia phải có 5 tháng một chút xíu để tôi luyện, để sửa chữa, để tập sự cho người giới tử này thích nghi. Chứ còn cái chuyện tu vô duyên thì chúng ta không nói họ tu 1 năm, 2 năm, 3 năm gì đó là thời gian họ hoàn tục, thì cái chuyện đó chính là một điều kiện nó khác. Nhưng ở chúng ta tu thì thường thì chúng ta cho nó là một cái chuyện, đối với người tu thì nó mang cái mệnh hệ rất là lớn, thì nó là một chuyện khác. Cho nên vì vậy là có những truyền thống ở đó trên tinh thần pháp luật hay trên tinh thần ý niệm về đạo, nó đẹp, nó tốt, chúng ta nên làm theo. Còn thí dụ như quý vị biết có những cái nó chống trái, ở chùa này sinh hoạt như thế này, ở chùa kia sinh hoạt như thế kia, rồi chúng ta đứng đây chúng ta phát biểu chưa thì không được như vậy. Chúng ta không được thể làm như họ, mà họ cũng không thể làm như ta, hay thì cũng như thế. Chúng ta không thể đặt cái truyền thống của mình qua cho người khác, và cũng như là cái cách sống của người khác. Nguyễn làm sao họ trên tinh thần pháp luật họ tốt là đúng rồi, đúng đắn là được rồi. Còn thí dụ như bây giờ chẳng hạn như làm lễ Cát Thi Na, làm lễ Cát Thi Na là đến tất bạch tăng là xong.
thì cái đó tùy cái duyên. Chúng ta thấy nó, tại sao cái chỗ bên kia làm vậy, làm nó đẹp, làm nó tốt là mới nhiều, còn bên này làm đơn giản quá. Thì cái điều ở đây khi chúng ta yêu cầu như vậy thì nó hình thức thì nó rất là đúng, nhưng điều mà về cái nội dung chúng ta đã sai. Sai là sao? Là ở bên kia thì cũng phải nhị tắc và tiên ngôn trình tăng, ở bên này cũng nhị tắc và tiên ngôn trình tăng. Đó chính là cái ý niệm của Katina, ý nghĩa của Katina chẳng hạn. Thì ở đây chính là một điều mà trong, nếu mà từ ở trong chùa đó thì quy luật của thiền gia là chẳng hạn như bây giờ là tất cả đều có một cái phải giá trị tự giác, tức là tới giờ đó phải làm như thế, mà chúng ta đi ngược lại thì xem như đi ngược lại cái truyền thống thì không nên, không nên, mà chúng ta phải hòa chúng, hòa nhập. Bởi vì tăng chúng là cái sự hòa hợp, sinh hoạt hòa hợp, mà sinh hoạt hòa hợp đó dựa trên pháp hòa lực, thì chúng ta đừng bao giờ chống lại hết. Bởi vì chống lại cái đó chính cũng là khí niệm của tăng đang quyết định như vậy, chưa tăng đã nhất trí như vậy thì chúng ta không thể nào làm ngược lại. Chúng ta làm ngược lại coi chừng chúng ta chống cháy và chúng ta gây đến cái sự mất đoàn kết, gây đến cái sự chia rẽ thì rất là nguy hiểm. Cho nên phải nói là cái giá trị mà cái giá trị của truyền thống đó, nó rất là tốt, nhưng chúng ta cũng biết phân biệt nó, cái truyền thống đó nó là kết quả gì, chứ hoàn toàn không biết gì trơn. Như cái bát này cứ giơ lên không biết cái đó là cái ý niệm gì, thì chúng ta nên bỏ những cái tinh thần đó. Cái đó nó không đẹp, không hay, không tốt gì trơn. Ăn xong tự nhiên mọi người đều giơ cái bát lên, sự thiệt ra tiền như ông thầy như là thượng tọa giáo đẳng giờ nói cho chị là ông thầy cũng kiểm coi, ông coi cái vết lũng ở cái bát ông nó to chưa, nếu nó to thì ông sẽ vá lại, thì như thế thôi. Nhưng điều mà người ta cứ nghĩ rằng đó là một cái chất, là một cái pháp môn, đó là một cái mật khải gì đó ghê gớm để lại cho những người đệ tử phải đi theo, thì điều này là chúng ta không nên. Dạ. Cũng như ông thầy đó, ông đi lụm cụm thì cũng nên đi lụm cụm, ông đằng háng cho mình đằng háng, ông chớp mắt cho mình cũng chớp mắt, mình đứng giữa hội chúng. Nhiều khi do cái bệnh của ông, do cái tánh gì ông, rồi cái mình cũng bắt chước theo như vậy, hay hoặc là bị pháp sư lên thuyết pháp mà nổi tiếng xíu cái nguyện đó, cách nào cái tự nhiên cho mình copy. Ngày hôm nay cũng có một số vị pháp sư tức cười, mình đã nói tức là nhai lại vật thực cũ, người ta còn nói cứ như là đạp trên cái vết của người ta đi. Mà dĩ nhiên là cái đó nó sai, cũng như mình bắt chước mình theo người ta đó nghe, nhưng điều cái cách đó là cách rất là tệ hại, không có trí tuệ, không có cái sự khẳng định, không có sự chứng minh, không có sự khẳng định với cái giá trị của chính mình, thì điều đó cũng rất là nguy hiểm. Và thì kết mà thượng tọa đây đó chính là đôi điều mà chúng con có cái sự suy nghĩ như vậy của Địa Tạng Bồ Tát, kính cung tâm thượng tọa và kính cung thượng tọa tiếp tục tiêu học. Sa thủ cái chân thượng tọa Thế Quyền, bạch chư tôn đức và thượng quý Phật tử, còn vài phút sau cùng của chương trình hôm nay, chúng tôi muốn được chia sẻ với quý vị về điều trước nhất là qua Phật ngôn về gìn giữ cái truyền thống do Đức Phật thiết lập được, thì chúng ta thấy Đức Phật ngài nhắn nhủ tất cả chúng ta, dù là xuất gia và tại gia, đặc biệt là người xuất gia đó, không nên là người sau cùng để thực hành Phật pháp, mà chúng ta cần làm một việc rất là quan trọng, đó là làm công việc truyền bá để có người hậu vệ thừa tiếp. Điều này rất là quan trọng. Có nhiều người nghĩ rằng mình tu là mình chỉ lo tu thôi, nhưng mà nếu mà mình tu mà mình chỉ biết tu thôi mà mình không có tìm cách gìn giữ cái gia tài đó, mình trao gửi lại cho thế hệ mai hậu đó, thì thưa quý vị, chúng ta chẳng khác như là một người hưởng cái gia tài để lại ăn hết rồi, không có làm và không có để lại cho người sau. Vì vậy có nhiều người nghĩ sai lầm rằng mình tu theo Phật mình chỉ tu thôi chứ mình không cần phải hoằng pháp, và chuyện hoằng pháp ai làm chứ mình không cần làm. Thật ra thì nghĩ như vậy đó, chúng ta không làm đúng như lời Đức Phật dạy đâu. Chúng tôi nhớ rằng cụ Nguyễn Hiến Lê
có biết cho Nguyễn hồi nghĩ đó, là sau bao nhiêu năm trong cuộc đời cụ đọc sách, nghiên cứu thì cụ thấy rằng cái nhân sinh quan của riêng mình đó, đó là một cái giá trị, một cái ý nghĩa mà đáng sống, đáng nói ở đời đó, là cái sự truyền chủng hay là trao gửi lại cho thế hệ mai hậu. Nếu là người hiện hữu trên cuộc đời này mà không có cái gì để lại cho thế hệ mai hậu đó, thì điều đó nó giống như loài vật và nó thiếu ý nghĩa lắm. Thì cái sự truyền thừa đó, cái giá trị của sự truyền thừa nó rất là quan trọng ở trong mọi cái sự tồn tại. Và dĩ nhiên là khi mà chúng ta mong Phật Pháp được trường tồn đó, thì không phải chỉ là mình chỉ mong mỏi thôi, mà chúng ta góp phần vào công việc hoằng pháp. Điều thứ hai là ở đây Đức Phật Ngài dạy rõ, đó là bát chánh đạo chính là cái truyền thống mà chư Phật thiết lập. Chúng ta nói cho nhiều, chúng ta nghe cho nhiều, và nhớ rằng ngày hôm nay thì chúng ta hay nặng về vấn đề tông phái, chúng ta nặng về hình thức, nhưng mà chúng ta không có để ý Đức Phật Ngài dạy rất rõ. Nếu mà Đức Phật Ngài chỉ nói suông, Ngài nói các con nhớ gìn giữ gia tài như lời để lại đó, thì chúng ta giải thích lung tung được. Nhưng mà ở đây Đức Phật Ngài dạy rất rõ, và cái truyền thống mà chư Phật để lại đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Thì như vậy, với cái sự khẳng định này thì chúng ta thấy rất rõ rằng có những cái giá trị truyền thống mà chúng ta phải gìn giữ. Thí dụ như là mình có chánh kiến, tức là mình tin vào tứ diệu đế, mình tin vào nhân quả. Khi mình nghĩ đến chánh tư duy, tức là mình khẳng định rằng Phật Pháp dạy sự thanh tịnh của nội tâm là một điều không thể thiếu được. Một người con Phật thì cho dù mình chưa đoạn tận phiền não, nhưng mình luôn luôn mình mong cầu rằng cái tâm mình bớt đi phiền não. Cái giá trị của một cái tâm thanh tịnh hay chánh tư duy là rất là quan trọng. Rồi chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Chánh ngữ tức là cái lời nói, cái phương tiện truyền thông, là những gì mà chúng ta biểu đạt bằng ngôn ngữ, bằng lời nói, thì điều đó phải chân chánh. Người Phật tử không có dùng cái ngôn từ mình để nói những lời sai sự thật, nói những lời nói ác, nói những lời nói vô ích, nói những lời nói chia rẽ. Ngày hôm nay, thưa quý vị, chúng ta thấy rằng khi mà người ta nặng về vấn đề chính trị, thì người ta có những câu nói chửi bới nhau, nói sai sự thật, nói để tạo thành chia rẽ, và người ta nghĩ rằng đó là chính đáng. Thậm chí họ đem vào trong chùa, thậm chí là họ mặc chiếc áo của những vị xuất gia để bày tỏ quan điểm đó. Nhưng mà chúng ta lại quên đi rằng Đức Phật Ngài dạy thì chánh ngữ rất là quan trọng. Và cho dù chúng ta không thích kẻ thù, nhưng mà chúng ta không nên nói sai sự thật để gây cái phương hại cho kẻ thù. Tại nói sai sự thật là chúng ta không có nói bằng chánh ngữ. Và rồi chánh nghiệp là hành động hiền thiện. Đời sống hiền thiện là đời sống mà Đức Phật gọi là đời sống bất hại, không gây thương tổn cho ai. Chánh mạng là cái sinh kế lương thiện, nuôi mạng một cách lương thiện, cái nuôi mạng một cách chân chánh, đời sống tại gia khác, đời sống xuất gia khác. Nếu chúng ta sống ở trong đời này mà các vị xuất gia lo đi coi bói, coi phong thủy, trị bệnh, và mình nghĩ rằng mình đang nối tiếp truyền thống của Đức Phật, thì chúng ta sai rồi. Tại vì Đức Phật thì không dạy người xuất gia làm những chuyện đó. Thật ra điều đó chúng ta không thể không nhớ được. Rồi chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn là một cái nỗ lực để làm sao giảm thiểu ác pháp, tăng trưởng thiện pháp. Giảm thiểu bằng cách ngăn ngừa cái chưa sanh, đoạn trừ cái đại sanh đối với bất thiện pháp. Và đối với thiện pháp làm cho tăng trưởng. Cái đã, cái chưa sanh làm cho sanh, và cái sanh rồi thì làm cho phát triển. Đó đối với thiện pháp. Thì như vậy là một cái thái độ rất là rõ ràng mà Đức Phật dạy chúng ta nỗ lực. Rồi chánh niệm. Chánh niệm tức là
con đường tu tập thân quán thân quán thọ quán tâm quán pháp. Nếu mà chúng ta là người Phật tử dù xuất gia tại gia mà chúng ta không có thực hành chánh niệm, chúng ta coi thường chánh niệm, chúng ta không tu tập thiền quán thì chúng ta có vấn đề đó. Đó là truyền thống của chúng ta, truyền thống Đức Phật để lại. Chánh định là một cái sự phát triển tâm qua các thiền chi như tầm tứ hỷ lạc định. Cao thì chúng ta có thiền chứng, nhưng bình thường là ít nhất chúng ta có đủ khả năng để áp đảo năm thiền cái. Thì nói chung thưa quý vị, nếu bắt chánh đạo mà chúng ta thường suy niệm, thường tìm hiểu kết quả ngành, rồi sau khi tìm hiểu chúng ta thực hành, khi chúng ta thực hành thì chúng ta tìm cách để tăng tiến, thì đó là chúng ta đang thực hành cái truyền thống mà chư Phật để lại. Và rồi khi mà mình làm được cái gì về giới, về định, về tuệ, mình làm cái gì về chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, chúng ta cố gắng chia sẻ với người khác, khiến những người khác được hiểu. Ngày hôm nay đa phần á, chúng ta dựng chùa to, Phật lớn, thiết lập đạo tràng vân vân, toàn là nói chuyện mông lung thôi. Chúng ta không quan tâm nhiều đến bát chánh đạo và không muốn cho người khác hiểu bát chánh đạo. Mới đây có một cái chuyện là một cái ca sĩ, một cái danh hài rất là nổi tiếng chết đi, mà chúng ta thấy rằng ở trong cái tầng lớp tăng sĩ Phật giáo, những người Phật tử đưa ra những bài nói chuyện, những thậm chí có những bài hát tưởng niệm vân vân. Thì thật ra chúng tôi không có ác cảm gì đối với danh hài đó, và chúng tôi không phải là chúng tôi chê cái danh hài đó, nhưng mà đôi khi chúng ta đặt vấn đề là chúng ta có làm quá không. Những cái lời dạy của Đức Phật thì có bao giờ chúng ta trân trọng như vậy không? Có bao giờ chúng ta nói về bát chánh đạo mà chúng ta nói một cách mọi người cùng nhau để ca tụng, cùng nhau để nói. Và vấn đề đơn giản ngày hôm nay là người ta thường nói để câu view, và họ chạy theo những đề tài nổi tiếng, những con người nổi tiếng, những đề tài mà hấp dẫn với thế giới này để cho mọi người vào coi. Nhưng mà đó không phải là việc của chúng ta. Chúng ta là người Phật tử dù xuất gia tại gia rồi, thì điều quan trọng là chúng ta sống với pháp của Phật, và luôn luôn đặt câu hỏi rằng ngoài cái trách nhiệm thực hành chia sẻ pháp Phật thì chúng ta luôn luôn phải đặt câu hỏi rằng mình có hiểu đúng lời dạy Đức Phật không. Ở đây Đức Phật ngài đâu nói mơ hồ, ngài dạy rất là rõ là truyền thống Như Lai thiết lập đó là thánh đạo tám chi Phật. Thì liệu rằng khi mà Đức Phật dạy như vậy, chúng ta có hiểu thánh đạo tám chi Phật là cái gì không? Chúng ta có chia sẻ lại với bạn bè, với con cái hay không? Hay là tối ngày đó óc chúng ta chỉ là những cái chuyện chính trị, những cái chuyện chửi bới, những cái chuyện ca sĩ, những cái chuyện tài tử nào đó? Thật ra thưa quý vị, chúng tôi thưa một điều như vậy là thà là chúng ta sống trong một phạm vi rất là khiêm tốn, rất là hạn hẹp, năm ba vị sư, vài ba chục Phật tử, chúng ta ngồi xuống với nhau để chúng ta nhớ lời Đức Phật dạy, chia sẻ với nhau tâm niệm mỗi ngày, mà chúng ta còn làm được một việc có ý nghĩa, đó là chúng ta không phải là kẻ sau cùng, không phải là kẻ sau cùng ở trong cái truyền thống Chư Phật để lại. Còn nếu chúng ta sống một cách vô trách nhiệm, không có ý thức, những gì Đức Phật để lại tới tay của chúng ta thì nó tiêu tan hết. Thì thật sự chúng ta không biết ơn Đức Phật. Chúng ta không có thấy được là Đức Phật là vị cao trọng trong cuộc đời của chúng ta. Vì vậy rất cần để chúng ta tự nhắc rằng mình được nuôi dưỡng trong cái truyền thống mà Đức Phật để lại. Chúng ta có cái bổn phận, có cái trách nhiệm để gìn giữ truyền thống đó bằng cách trao gửi cho thế hệ mai hậu. Và để trao gửi cho thế hệ mai hậu, chúng ta cần học, cần hiểu, cần thực hành những gì mà Đức Phật gọi là bát chánh đạo. Nếu chúng ta không nắm được căn bản thì thưa quý vị, thật ra chúng ta nói ngoài miệng thôi, chứ chúng ta không làm được điều này. Chúng tôi xin kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Bồ Đề Đàm Ma. Kính tri ân chư Tôn Đức đã vào Trung để thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Thân chào tổng biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy.
Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng tông trung. Chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ấp. Sướng ơn quý niệm trời cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bích Tha Giá. Con kính tri ân quý ngài Nhật Huỳnh, kính cảm ơn đạo tràng cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Yeah.